Trong cái clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một đôi loa cực kỳ khủng của Sansui. Đây là trùm cuối của dòng Sansui lưới mắt cáo, được sản xuất vào những năm 1972 đến 75 với cái thiết kế thùng rất là khủng long luôn. Chiều cao của nó 83 cm, chiều ngang của nó là, đo lại coi à, mới đo mà quên rồi, 49 và chiều sau là 43. Thì cặp loa này nó nặng khoảng hơn 40 kg một loa. Một cặp thì nặng gần một tạ rồi, hơn 80 rồi. Thì cái thiết kế của nó thùng nó rất là khủng long luôn. Một bề lưới mắt cáo mình tháo ra đây. Đó. Bát giấy 4 tấc. Mic 16 luôn. Hai loa mic 16. Hai loa siêu mic. Hai loa trép còi gan. Đây thực sự là đối thủ mà đáng gờm của dòng 99A, nhưng mà một giá chỉ bằng một nửa. Ở cặp loa này thì nó tại thị trường Việt Nam thì nó khoảng hơn 20, khoảng 22, 23 triệu, nhưng mà mình bán 20 triệu thôi nha. Nhưng mà cái lúc mà các bạn có thể xem lịch sử ra đời, cái lịch sử của cái 99A thời điểm ra mắt cùng khoảng những năm 72 tại Mỹ thì nó cũng bán khoảng 1.100 đô, trong khi cặp này thì nó bán đến 1.200 đô. Cái thiết kế nó cũng khủng hơn, nó sở hữu một hệ thống 7 loa, trong khi 99A thì 6 loa thôi. Cặp loa này thì hai còi gạn luôn. Đó. Thùng rất là nặng, rất là to. Đây là đôi loa không những nghe hay mà nó rất là đáng siêu tầm. Nếu các bạn có thể dễ dàng mua một đôi loa Bandit 99A với mức giá cắt cổ, nhưng mà với cái đôi loa này nó giá không cao, nhưng mà chúng ta cũng không dễ gì mà chúng ta mua được số lượng, thực sự nó rất là hiếm. Không phải là không có, nhưng mà để có một đôi loa nguyên bản đẹp mà còn như thế này thì rất là hiếm. Mình thấy thị trường cũng nhiều người bán, nhưng mà cái số lượng bán ra của cặp này nó ít hơn rất là nhiều so với dòng Pioneer. Rồi quay phía sau cho các bạn xem. Nói nhiều cũng không bằng, lát nữa mình test cho các bạn nghe nhé. 4 quay, 7 speaker. Như vậy là nó một loa bass là một đường tiếng này, 2 loa mic là 2 đường tiếng này, 2 loa siêu mic là 3 đường tiếng, và 2 loa trap coi là 4 đường tiếng. 8 ohm 90W, made in Spa. Rồi phía sau có một con tem Caution. Lưu ý thực sự mà nói thì thời điểm ra mắt tại thị trường Mỹ thì theo những cái trang web của nước ngoài thì cặp loa này và cặp Pioneer 99A thì sự ưa chuộng nó gần như ngang nhau. Nhưng mà đối với những Mỹ đen á, thích loa to gấu á, thì cặp loa này được dân Mỹ đen thích hơn. Đó. Các bạn có thể lên những diễn đàn như là Audio Kama hay là Hi-Fi Databank để các bạn sẽ xem những cái comment phía dưới. Các bạn biết tiếng Anh người ta sẽ hiểu. Ok. Và bây giờ mình sẽ test âm thanh của đôi loa Sansui SB5000 huyền thoại này. Mức giá là 20 triệu nha các bạn. Tại sao ước cao
cấp màn hình nhé. Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được